Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trời ơi, thằng Nick DKB đây. Hôm nay số nick của mình vừa mới update lên rất là nhiều nick, một 200k, 100k. Hôm trước thì không tặng nick 200k vì cái nick này nó bị hết mất tiêu luôn các bạn. Nhưng mà hôm nay đã đầy đặn trở lại rồi các bạn ơi. Mình sẽ tặng luôn cái nick nhá. Mới vô là phải tặng nick liền. Rồi hôm nay mình sẽ tặng nick hai nick bình thường và một nick hai nick random và một nick VIP nha các bạn. Ok, hiện tại mục ác viết của mình vừa mới cũng đang cập nhật nên rất là nhiều nick ngon đấy. Anh em nào muốn mua nick thì vào số nick của mình dưới phần mô tả video hoặc là ghi bình luận cho mình nhá. Các bạn nhớ đừng có tìm trên YouTube hoặc Google đấy, lừa đảo không ấy các bạn ơi. Rất là nhiều những cái thành phần xấu xa, đê tiện, bất năng gì. Tụi nó cứ giả mạo danh mình đi lừa đảo các bạn hoài. Nó chạy quảng cáo, nó ghi shop anh Hảo bên trên đấy các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn truy cập vào thì nó không phải là cái shop của mình đâu. Nhưng nếu các bạn vào trên shop của mình chuẩn chuẩn mực thì các bạn cứ vào phần mô tả video hoặc là bình luận các bạn truy cập nhá. Tài khoản màu xanh, mật khẩu màu vàng nha các bạn. Ok. Thì đây, cái mục ạc VIP đây. Nếu các bạn muốn tham gia vòng quay thì các bạn cũng có thể tham gia đây nha các bạn. Đây, vòng quay đây. Đây vòng quay này nó có rất là nhiều luôn các bạn ạ. Có con huy các thứ tập lưng tè le hạt me. Nhưng mà các bạn anh em phải may mắn thì mới nhận được nhiều. Còn không may mắn thì sẽ nhận được ít nha các bạn. Rồi ok. Và con này vòng quay sổ sứ mệnh này cũng được này các bạn. Đó. Hoặc các bạn có thể tham gia vòng quay. Đây vòng quay VIP đây. 10k đây. Rồi ok. Các bạn này đây là vòng quay tướng các bạn. Đây ok, còn mình sẽ tham gia ý động như mình sẽ mua mục ạc này nha các bạn. Ok, hiện tại đang còn 400k mình sẽ tặng luôn. Cái mục ạc này là cái mục ạc nó thuộc dạng là VIP với các bạn. Bởi vậy đâm ra các bạn muốn mua nick trong này các bạn có thể xem được tướng, xem được ngọc, xem được trang phục luôn nha. Ví dụ như cái nick này 68 tướng này, nó 400k này, đó. Mua ATM thì nó được giảm giá 10% nữa nha các bạn. Ok chưa? Xịn sò gắn bò chưa? Đó, các bạn có thể xem đây những trang phục. Rồi, ok, ngọc luôn, có ngọc trang phục tướng luôn. Đó, ngọc full luôn này các bạn. Mình sẽ tặng các bạn cái này luôn nhá. Thì các bạn ở trong shop mình có rất là nhiều luôn. Nếu như các bạn vẫn chưa tìm được cái trang nick mà được như ý ấy, thì hôm sau các bạn quay lại nhá. Tại vì mình đang cập nhật liên tục á. Bởi vậy đâm ra hôm nay không có khi ngày mai sẽ có nhá. Ui dồi ôi, sao nó như này. Tài khoản đây nha các bạn. Mật khẩu đây nha các bạn. Khi mà các bạn mua nick trên shop nick của mình, các bạn vui lòng là yêu cầu bạn đổi mật khẩu này, đăng ký bảo mật số điện thoại này và Gmail này. Trường hợp nếu mà các bạn bị mất do tài khoản không ấy là không bị mất là mình không thể hỗ trợ được nha các bạn. Nếu các bạn mình đưa cho các bạn nick trắng mà. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn nhớ vui lòng truy cập vào shop mình dưới phần mô tả video hoặc là bình luận mình đã ghi với nhá. Rồi thì mời các bạn cùng xem clip nha. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Smart TV của anh em đã tới rồi đây. Trời ơi, bao nhiêu cái trang phục đẹp không mặc. Mặc ngay đúng phải cái trang phục bậc A các bạn ạ. Cái trang phục của vị tướng Smart TV này là mình full luôn đấy các bạn. Nhưng mà tại vì mình ít gọi là chơi con này, đơn ra mình cũng không biết cái trang phục nào đẹp. Thế mình thấy cái trang phục cuối cùng nó gọi là hơi lạ mắt. Đâm ra thì mình làm thử luôn, ai ngờ vào thế bậc A. Ui dồi, chán quá đi mất rồi. Trang phục bậc A thì nó chỉ có hình ảnh đấy các bạn, chứ chả có cái hiệu ứng, kỹ năng, kỹ niếc, kỹ miếu gì hết trơn. Buồn dễ sợ. Mình có full trang phục luôn. Mà đen đủi sao, thôi kệ, không sao, kệ luôn các bạn ạ. Ê, đứng lại. Quất luôn nha anh em. Băng chủ quất luôn nha. Mới vào là mình phải sao một phát cái đá, đọc bộc phá này. Úi da, đau quá anh ơi. Đừng làm thế anh ơi, đừng làm thế. Tính chúng ta gọi là sơ múi hú hí với nhau một tí mà anh ấy căng quá. Ừ, thì căng quá thì thôi, làm gì căng. Rồi xong luôn, do nó bắn một cái lủng thúng thúi ruột luôn rồi đó. Anh em xem clip của mình đăng ký kênh và đăng like ủng hộ giúp mình với nhá. Hôm qua thì mình có gọi là quay cái MV bài mới nhất của mình các bạn. Mình sẽ ra vào cái dịp sinh nhật của mình tới đây 12 tháng 10 ấy các bạn. Và đặc biệt nha các bạn, nội dung MV là câu chuyện có thật của mình đã từng trải qua. Nó liên quan tới 2 năm trước. Cũng vì chơi game đó các bạn. Anh em thấy tò mò chưa? Không biết chuyện gì xảy ra đúng không? Ok. Đó cũng là lý do mà mình bớt chơi game đi các bạn. Thật sự ngày xưa mình chơi game rất là nhiều. Mình làm clip Liên Quân, nói chung là ý tưởng lúc nào cũng có trong đầu luôn. Nhưng mà sau khi mà cái sự kiện nó xảy ra thì bây giờ mình cũng đã gọi là suy nghĩ chín chắn rồi. Chơi nó! Quất nó, vô, tất cả cúc ra để cho đại ca Hảo thể hiện. 1, 2, 3, cha, yeah. Xoay tay nè, quýnh cái thanh niên ít máu trước. Này, chạy đi đâu, một em, cái gì,
Em là em cân 3 luôn đấy nhá. Mấy anh đừng có nhờn nhá. Cái thanh niên ra, Zuka vào đây. Zuka không vào đây này. Trời ơi, ba đánh với một mà cuối cùng lại phải chạy. Thế là mới cứ buồn không cơ chứ. Có bầu khóa ở đây rồi này các bạn. Sao lại phải chạy như thế nhá? Ăn bình máu chơi coi. Rồi, ôi anh ra ơi. Anh ơi em làm gì có tội. Cái gì vậy? Một phát xoay tay này, ngoéo con cua này. Rồi ra đâu? Ra đâu? Bộc phá nè. Ôi ôi. Thế là xong rồi à? Ơ vô lý. Thì mình chỉ bật mí cho các bạn biết một chút xíu vậy thôi. Hôm sau thì sẽ có nhá các bạn. Mình dự tính là khoảng cỡ 20 ngày nữa. Quay từ hôm qua rồi. À đúng rồi, đúng, quay hôm qua nhưng mà quay được có 1/3 rồi các bạn. Còn phải 2 ngày quay nữa mới xong. Ho ho he he. Nói chung MV thì nói chung quay MV thì quay trong nhà mình thôi chứ không có đi ra ngoài nha các bạn. Và đặc biệt nhá. Nó rất là thú vị luôn, anh em cứ chờ đấy. Mình không nên bật mí nhiều quá. Nói nhiều quá nó lại mất hay đi. Được không các bạn? Ôi giời ơi. Vào đây. Vô đây. Vô đây. Nào. Nào. Nào, nào làm sao? Làm sao? Vô đây, vô đây, vô đây. Eo. Cút cút ra để cho hảo tiền. Xoay tay một em. Phê quá. Quất luôn, đập một cái nữa là double kill hai em. Cái gì đây, anh Nam làm sao? Anh Nam muốn như thế nào? Chơi anh luôn cho em, lại sợ anh quá cơ chứ. Bấm một cái này, xoay tay một cái này. Chơi không? Đầu xanh nó chạy rồi các bạn. Ôi ôi. Em lại sợ anh quá cơ, ra đây. Thanh niên ra lại bước ra đây. Đầu xanh nó, ôi, chơi luôn hả? Chơi luôn hả? Ôi giời ơi. Ghê nữa chứ. Sao mà con ma này nó mạnh vậy? Bên nó gắt quá hả? Ôi giời. Thế bên bạn gắt thì bên mình không gắt à? Bên mình nhẹ nhàng tình cảm đúng không? Đâu qua bên mình cũng gắt mà. Ôi bên mình gắt chết ngoẻ luôn á. Từ đánh thế này mà cả không gắt à. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái áo tròn băng giá nha các bạn. À hai món giáp. Hai món giáp cộng thêm một món kháng phép nữa là lên đam. Wow. Trời ơi phê. Hút một cái là bung núc luôn. À, cỡ đó các bạn. Anh em đang xem clip của mình đăng ký kênh giúp mình lên 1.890.000 người đăng ký với. À, còn thiếu 100 mấy chục người nữa các bạn ạ. 100 mấy thôi. Nhẹ nhàng tình cảm đi các bạn. Nhấn đăng ký chơi bời đi các bạn. Ôi chết rồi hả? Chết sớm thế. Đặc tính bay xuống mà cuối cùng chết nhanh đấy. Một cái pha di chuyển rất là thông minh đến từ thanh niên Smart TV các bạn. Mình di chuyển như này là mình đi tới nơi rất là nhanh. Không bị mất lính. Giờ đây. Đây này, Ola, Ole, không à, không solo Boko với nhau à, không có mid chết rồi, vậy là lính ở đằng giữa đợt này là tui thời, tui tới rồi, lính lag nhiều này, đã giàu lại còn thơm nữa, oh my god, tiền về anh em ơi, đừng có đá, mình chơi với nhau tình cảm tâm sự đi anh, sao lại cứ đá đấm nhau, thế là như nào nhở, mùa giải sau nó có cái đánh chiến tướng ấy các bạn. Ôi ơi căng quá anh em ơi. Chắc là mùa giải sau mình chơi nick này thôi quá. Mình chơi ít nick thôi để cày lên 50 sao với. Chứ không mà là nó sẽ không có kịp thời gian mất. Chơi nhiều nick quá nó mất thời gian lắm các bạn. Mình sẽ tập trung chơi cái nick này nha. Cày lên rank chiến tướng thì như nó cũng bậc rank chiến tướng đâu quá. Trời ơi 50 sao thì mình thấy nó cũng không phải là ít đâu nha các bạn. Mà nó thật sự là hơi bị nhiều đấy. Nếu như mà lên 25 sao ấy, thì nó sẽ giống như là từ tinh anh lên cao thủ. Nhưng mà tới 50 sao là nó sẽ từ gọi là kim cương cho đến cao thủ luôn. Tại vì nó 50 sao luận mà. Tại vì nếu như mà các bạn từ tinh anh lên cao thủ có 25 sao thôi. Còn đây nó gấp đôi. Giống như là kim cương 5 mà cái leo lên cao thủ ấy. Ôi dồi, căng quá. Căng quá, anh làm sao? Anh muốn như thế nào? Anh ý kiến như sao đây? Lao nhau hả anh? Trời ơi là trời, cay chưa? Cây cúc chưa? Trời ơi, đứng đây biến về chơi nè. Đó, hít kinh nghiệm, hít vàng của vị tướng Irene nè. Ghê không? Các bạn thấy mình chơi mát hay không? Trời ơi, tính hết rồi. Sao mà đỡ được? Trời ơi, tôi đánh hay quá tôi ơi. Một like cho mình đi các bạn. Mát chi sát. Mấy cái pha mà mình từ dưới mình bay lên trên nó đẹp và ai trưởng luôn. Lần nào mình bay lên nó cũng có rất là nhiều gọi là... cái gì ta, nó gọi là cái gì nhỉ? Mỗi một lần bay lên là mình đều có rất là nhiều cái gì ta. Cái gì ấy nhỉ? Nó rất là thực dụng, đúng không? Ôi dồi ôi.
lên một phát là mình ăn cả mớ mạng hỗ trợ một đống luôn kìa. Ngoái không, ăn được 6 mạng nhưng mà hỗ trợ đâu phải dạng vừa. 5 mạng ấy, đùa. Lên trên nha các bạn. 1 2 3 eo. Em chỉ giỡn chơi thôi anh ơi. Đứng lại là quấn cho chết đó. Cái thằng Alistair nó cười he 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 một cái là toi con cua liền. Nguy hiểm lắm các bạn. Đây đây ăn lính này chính thôi. Đôi lúc mát nó cũng có một cái cách di chuyển rất nhanh, đó chính là mình sử dụng cái chiêu cuối xong rồi mình chạy. Nó nhanh cực kỳ luôn nha các bạn. Đấy, và giống như cái pha vừa rồi mình bắt mình ulti vào vệ tướng Alistair, xong rồi mình đi lên gần tới nơi đó mình thả ra, mình không bay vào nữa. Là mình lên mình ăn được hai đàn lính ở đằng trên liền. Ói ngon ngay, đúng không? Rất tính toán luôn. Chơi nè. Chơi nè. Ui giời. Lại còn kéo vào hả? Xoay một cái bục quá, một cái lòi phèo, một cái nè, vô kèo nè. Ai chắc ngon ngay. Ô, ok, ID làm sao đấy kìa. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Ôi giời ơi, ui giời ơi, thế là anh này. Thế là anh này xong rồi. Xong phim anh rồi. Đen đen. Hello. Trời, thông thạo của tôi có thông thạo gọi là bậc của bắp thôi. Nhưng mà thì hơi bị ghê. Hơi bị ghê đấy. Ui giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ý. Ui giời, hai thanh niên kia còn xíu máu kìa. John ơi. Trời ơi John ơi, bắn đi, đúng rồi. Bắn muộn quá. Đùa anh xíu, làm gì ghê thế hả anh Na? Anh làm gì canh thế? Anh ăn đính cái gì kệ anh luôn ấy. Em bay vào cho anh đập chết à? Em đâu đẹp trai, em đâu cũng ngu đâu. Sau bao nhiêu gọi là lần đi học đi quay MV của người ta thì cuối cùng bây giờ thì mình cũng đã có thể tự quay MV được rồi các bạn. Nhưng mà cái kết quả thì ra sao thì các bạn cũng chờ tới ngày 12 tháng 10 nha. Mình dự tính ngày 12 tháng 10 đấy, đúng ngày sinh nhật của mình sẽ ra MV. Giống như cho các bạn xem chơi đó. Anh em cùng chờ đến ngày 12 tháng 10 nhá. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi 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 ôi. Lửa bập bùm. Hôm đó các bạn nhớ quay xem ủng hộ mình với nhá. Và cho mình một chat comment thôi được rồi. Để chúc anh sinh nhật vui vẻ thế được chầu y. Và đánh giá MV luôn nha các bạn. Đánh giá xem gọi là như nào luôn. Ok baby. Thả crack cho tớ là sai rồi. Ghê. Ghê 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 ghê. 1, 2, 3. Trời ơi, ulti luôn ghê ghê á. Quá wow, ghê vậy. Chơi lớn vậy thanh niên. Ở trang phục đẹp quá hàng. Chất lượng đấy, không phải giọng vừa đâu. Yo 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 yo, ale ale ale. Bum cha. Đấm cho một cái nè, đấm cho một cái nè. Ý ý ý ý ý. Thả 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 thả. Thả ra một cái. Mình thấy Nakaroth rồi nhưng mà bây giờ mình không cần quan tâm thanh niên Nakaroth cho lắm. Giờ mình phải cần đi cùng John với cả vị tướng Crack này này. Nào nhào này một em. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cái thanh niên Moren này nó đánh kinh quá các bạn. Ui da, ui da. Chơi nó đi anh em. Thấy cái thanh niên Na này. Đúng rồi, chạy đi la, chạy đi. Trời ơi, lại trời chạy gì kỳ vậy. Trời ơi, chạy cái gì yếu đuối vậy. Chạy mạnh mẽ quá nào. Đừng có nhây nha các bạn. Win được là win nha. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Ủa Crack sao lao vào trụ làm gì vậy? Ôi trời ơi. Anh ơi, anh ơi. Anh làm vậy chết luôn đó. Bập nè. Bập nè. Bập nè. Bập chưa, chưa, bập chưa. Úi trời ơi, úi trời ơi. Hello Bobby. Ơ cha. Ơ cha. Ơ cha ơi cha ơi cha ơi ơi trời ơi ơi trời ơi. Ui giời ơi, thốn quá anh ơi. Đấm em luôn hả? Ái cha cha, thằng Ra này cũng biết chơi đấy các bạn. Ra tem mình kia nó chơi hay đấy, không phải dạng vừa đâu. Ồ nó đã nó inset nó đẩy tem mình về quá trời quá đất luôn. Nhưng mà gặp mình bạn ấy khớp thôi chứ đánh hơi bị ghê. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Không được rồi. Khó chơi quá. Cái gì vậy anh Moren bắt em hả? Anh bắn em đúng không? Anh bắn em à? Anh bắn em đúng không?
anh ơi, em làm gì có tội, tranh AD như cờ cờ vậy. Bình tĩnh thôi, làm chỉ căng thế. Chơi game mà cũng cú cay nữa ta. Rồi ok, lên cho nó cái khiên. Hay quá, trời ơi kèo đẹp vậy. Chơi liền. Trời ơi, 8 kill bây giờ là 9 kill rồi đây chứ đâu. Bộc phá nè, hư nè, một đấm mà nó say đấm. Rồi chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ôi trời, ôi trời. Cây đầu xanh nó chơi hết đường về rồi các bạn ơi. Đường về sao xa quá. Nó bắn đầu quá các bạn. Ông Crack này, ông cắm đầu cắm cổ, ông chạy để mà bỏ tôi lại. Buồn dễ sợ ông luôn đó. Máu đầy cây, ông quay lại ông quất tụi nó luôn cho máu nhiều quá trời. Mà mình còn đầy cây máu, Crack cũng đầy cây máu. Nhưng mà ông Crack ông cứ chạy. Nó cứ tỉa 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 mình chết quéo con cô luôn. Crack quay lại là mình chơi nó rồi. Mình chơi nó luôn chứ mình sợ gì đâu. Hiện tại thì team mình đang có những cái hành vi gọi là chửi nhau các bạn ạ. Chắc có lẽ là do team mình đang thất thế quá. Khả năng thua rất là cao ở trận này. Mặc dù mình đánh rất hay nhưng mà mình thấy rằng vị tướng Natalia với cả vị tướng do team mình không ổn cho lắm. Mặc dù Airi với cả Crack khá là ok. Chơi nó. Đây rồi. Này thì lao vào này. Ôi trời mấy anh ơi. Ôi mấy anh ơi, bỏ em vào đi, em đánh tụi nó đi này à. Anh ơi, IG ơi, à, trời ơi là trời, đầu xanh nó rồi, xong luôn, em đi xa quá luôn, không có ai luôn, một mình tôi chấp hết luôn. Ôi, bốn thằng nó đè tôi, nó quánh như một con nhai vậy đó. Trời ơi, sao kỳ vậy? Ây trời ơi, khiếp quá trời. Ui, kéo đẹp thế, đúng rồi, đúng rồi. Ôi trời ơi, kéo đẹp quá, mà cái kết... ông Doan ông còn CC máu à. Trời ơi xàm vậy. Chết em kiểu này chết rồi. Chuẩn bị mình ra một phát là mình sẽ lên với cả team bạn luôn nha. Tại bạn biết là cái vị tướng mát này nó có khả năng nó đi rất là nhanh xa rồi đúng không nè. Các bạn muốn đi nhanh nhất thì các bạn cứ như này bật chiếu cuối lên đó. Tìm có mục tiêu team bạn nào đằng như này, này đó. Mà nào bắt đầu này. Wow, là trong combat một cái là mình tới liền. Combat một cái là mình tới liền đấy bác tài ơi. Tới liền đấy bác tài ơi. Tới liền, tới liền, tới liền. Chủ còn xíu máu thôi. Nhưng mà không có AD là bó tay rồi. Lấy chủ ở đường dưới luôn anh em. Băng chủ đi chơi luôn cho nó không máu này. Khô máu này, ui thanh niên na này mua ghê vậy. Mua hung hồn con trùn. Ớt ăn con thằn lằn quá. Chơi liền, chơi liền, chơi liền, chơi liền. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Này thì mày cười hả mày? Cười với chúng teo hả mày? Cười cười này quấn luôn anh em ơi. Ây à, ây à, ơi, chật 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 chật. Xoay tay này, đấm cho một phát này. Đấm cho một phát này. Rồi. Moren, 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 đập Moren lên, bật Moren lên. Moren ơi, Moren này xoay tay này. Lấm lúa lấm lon luôn. Giờ ok luôn, đập chủ luôn. Úi dồi ôi. Ôi dồi ôi, đập chủ luôn, đập chủ, đập chủ, đập chủ, đập chủ, đập chủ. Đập chủ này. Úi dồi ôi, 1, 2, 3, chơi. Yeah, xoay tay, ngoéo con cua 10 mạng. Úi giời ơi. Úi giời ơi, win, 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 win. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Trận đấu của mình tới đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Một trận đấu về vị tướng Smart TV vô cùng lợi hại. Cảm ơn anh em nha. Bạn nào muốn nick vào số nick của mình nha. Bye bye mọi người.